Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử thiện tín nam nữ gần xa, hội đủ duyên lành sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, hội từ thiện chùa Từ Nguyên thành phố Hồ Chí Minh do Đại Đức Thích Minh Phú, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Từ Thiện Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh trụ trì chùa Từ Nguyên, đã hướng dẫn đoàn cùng tham gia hành trình về miền Tây, khởi công xây dựng cầu nông thôn, trao nhà tình thương, tặng quà cho những hộ nghèo khó tại các tỉnh thành. Chuyến hành trình 4 ngày từ sáng ngày 24 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Theo đó, hội từ thiện chùa Từ Nguyên sẽ trải nhựa một con đường, khởi công xây dựng 10 cây cầu nông thôn với chiều dài từ 18m đến 47m, chiều ngang từ 2,8m đến 4,8m tại các địa phương thuộc tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang. Khởi công xây dựng 7 căn nhà tình thương hỗ trợ cho người nghèo khó khăn về nhà ở và tặng 300 phần quà tại An Giang. Được biết trước đó ngày 11 tháng 2, hội từ thiện chùa Từ Nguyên cũng khởi công xây dựng 2 cây cầu bê tông và 1 căn nhà cho người nghèo tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng chi phí các chương trình hoạt động từ thiện trên 8,7 tỷ đồng. Điểm đến đầu tiên của hội là tham dự lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 422 tại ấp Bình Phú, xã Thành Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Do gia đình Ami Đoàn, Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Quy Khánh ở Cali, Hoa Kỳ phát tâm tài trợ, cùng bà con địa phương sẽ đóng góp ngày công cùng xây dựng. Chương trình buổi lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 422 có sự tham dự của chính quyền địa phương. Xin cảm ơn ông Lê Minh Vũ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Từ Thiện Từ Nguyên thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị tài trợ, có đôi lời phát biểu, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Tội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại, kính thưa tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện Bình Đại, kính thưa các anh chị lãnh đạo huyện Thành Trị, kính thưa toàn thể bà con, sáng hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2022, được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh như Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên, để có một cái chương trình để chuẩn bị chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc cũng như Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trong giữa năm 2022. Thì hôm nay Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên có một cái chuyến đi về 4-5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện xây dựng cho 9 cây cầu và 1 con đường, 5 căn nhà và tặng quà. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi thực hiện khởi công 2 cây cầu, 1 con đường và 5 căn nhà tại huyện Bình Đại, huyện Ba Tri và huyện Châu Thành. Thì trong những ngày đầu xuân
thì cũng được tất cả các Phật tử, các mạnh thường quân cứ vào những ngày đầu xuân đều có những cái chương trình thiện nguyện như là mổ mắt, xây nhà, xây cầu và tặng quà. Thì năm 2021 mà đại dịch Covid đã hoành hành khắp nơi trên thế giới nói chung và trong đó có Việt Nam chúng ta, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả các tỉnh thành trong cả nước cũng ảnh hưởng nặng nề, chịu thiệt hại mất mát về người, về của rất là lớn. Nhưng cái tinh thần từ thiện của Phật tử, của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng không có vì cái đại dịch, vì cái thiệt hại về kinh tế mà bỏ quên đi cái việc từ thiện. Và vào những ngày đầu xuân thì họ cũng đã tài trợ mổ mắt là gần 300 ca mổ, khởi công 2 cây cầu và 1 căn nhà ở Long An vào ngày 11 tây tháng 2 vừa qua. Và hôm nay thì cái chuỗi mà đi về 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có xã Thạnh Trị, được ban liên lạc hội đồng hương của Bình Đại tại thành phố Hồ Chí Minh đưa thông tin về 9 cây cầu ở tại Bình Đại, thì hội mới chọn ra một cây dài nhất và cái nơi là chưa có cầu để quyết định tặng. Thì thưa các vị lãnh đạo cấp chính quyền, thì hội từ thiện chùa Tường Nguyên đã thực hiện cái chương trình xây cầu, có lẽ là tới giờ phút này cũng trên cả ngàn, nhưng trong 4 năm rưỡi qua thì hội khởi công cái cây đầu tiên ở tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Cái ngày khánh thành, trước ngày khánh thành thì có mời bác Hai Trương Vĩnh Trọng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và có mời anh Cao Văn Trọng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tham dự. Thì trước khi khánh thành thì bác Hai cũng có dặn thầy là người Bến Tre, nhưng mình đừng có đem cái gì về hết Bến Tre của mình, mà mình phải chia rải ra tất cả các nơi, điều thứ nhất. Và điều thứ hai, thầy đã xây dựng cầu rất là nhiều rồi, thì bây giờ là mình đặt tên và đánh cái số để mình nhớ. Để mình nhớ thì tính tới nay là 4 năm rưỡi thì mình đã thực hiện được là 4 trong cái chuỗi ngày hôm nay và tới ngày 27 tây á, là được là 430 cây. Tại Thành Trị mình là cái cây cầu thứ 422. Và trước đó thì ở Ba Tri này thì hội cũng đã làm mấy cây cầu, có lẽ lúc đó là làm trực tiếp với xã chứ không có chưa biết đến tất cả các anh lãnh đạo của huyện Bình Đại. Nhưng mà năm 2020, năm 2021 thì được biết đến các vị lãnh đạo của huyện Bình Đại nhiều hơn, qua cái việc mình cũng giúp cho mấy cái máy lọc nước, cũng như giúp quà trong cái đại dịch. Thì hôm nay rất là vui mừng có sự tham dự của anh Nguyễn Hữu Toại, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại, cũng như tất cả các ban ngành đoàn thể của huyện và của xã Thành Trị, và nhất là bà con cô bác ở tại địa phương. Thì khi đến đây thì đúng là một cái sự bức xúc của bà con, cái con đường đi vô rất là khó, xe phải chạy chậm, mà vô thì cái chỗ thì đúng là cũng không có cầu. Và đúng được anh Toại giới thiệu là đây cũng được đang mở thêm cái tuyến đường, mình bắt cây cầu rồi mình mở nối luôn cái tuyến đường lớn, đó là cái điều mà rất là mừng, vì mình cũng làm rất là nhiều cây y cầu, ở trong đó là có xã Hưng Nhượng,
của huyện Dòng Trơm. Trong 400 mấy chục cây thì cây cầu ở xã Hưng Nhượng là cây cầu to nhất, dài nhất. Trên 400 chiều ngang là 3,5 m, chiều dài là 72 m. Và do gia đình của Thứ trưởng Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành tài trợ. Bữa tham dự thì cũng có các vị lãnh đạo các cấp chính quyền của tỉnh, như là có anh Tam, các phòng ban. Thì sau khi được khánh thành cây cầu thì tỉnh là chỉ đạo để mở được cái con đường mới. Thì bắt cây cầu đó là bắt xuyên qua Ba Tri luôn. Cho nên hôm nay là rất là vui mừng là có các vị lãnh đạo của huyện để khởi công cây cầu này xong rồi thì chúng ta triển khai thêm con đường, mà trong đó được có vốn của tỉnh cũng như huyện để hỗ trợ để làm cho nó hoàn thiện hơn. Và cũng mong rằng là trong những ngày mà thực hiện cây cầu do đội thi công của Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên thực hiện, thì nhờ các lãnh đạo các cấp chính quyền của xã cũng quan tâm để giám sát và chỉ đạo, và nhất là nhờ bà con cưu mang cho cái đội thi công. Tại vì hiện tại là đội thi công này chỉ có 13 người, nhưng mà thực hiện liên tục như vậy là 17 cây cầu. 17 cây cầu mà cũng các tỉnh đó. Nhưng như trong lần này thì 4 tỉnh cộng trên Long An nữa là đang xây dựng liên tục là 5 cây ở Long An. Chúng ta chuẩn bị khánh thành trước Phật Đản. Cho nên là nhờ bà con cưu mang và hỗ trợ cho cái đội thi công được thực hiện nhanh nhất và tốt nhất. Có lẽ là những cái ngày cực á, là cái ngày đổ cọc, chúng ta chỉ cần 2 đến 3 ngày là phải hoàn thành xong cái dàn cọc. Rồi sau khi hoàn dàn cọc khoảng 3 tuần thì chúng ta ép cọc. Rồi ép cọc xong rồi nếu mà nhân công mà đông á thì chúng ta chỉ cần tuần lễ là chúng ta hoàn thành cây cầu. Cho nên là cũng nhờ bà con hỗ trợ. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Toại cũng như tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện Bình Đại, của xã Thanh Trì cũng như bà con đã kết một cái thiện duyên để chúng ta thực hiện được cái chương trình thiện nguyện đầu năm mới này. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cũng như là hạn mặn đó, thì Đại Đức đã hỗ trợ cho Bình Đại rất nhiều trong cái việc mà lắp các cái máy lọc nước ở xã Giang Quế Đông, ở Phú Thuận, và nhiều phần quà cho bà con trong cái thời gian mà chúng ta phòng chống dịch. Thì ngày hôm nay khi tiếp nhận cái cây cầu thì phải nói là chúng tôi rất là vui mừng cũng như là cảm ơn đối với Đại Đức cũng như là Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên. Mong rằng trong cái lúc mà cái địa phương còn nhiều khó khăn thì thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục được tiếp nhận những cái gói hỗ trợ từ Đại Đức cũng như là Chùa Tường Nguyên để địa phương có cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thì cuối cùng một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện xin cảm ơn Đại Đức Thích Minh Phú cũng như là Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên cũng đã tạo điều kiện, cũng đã hỗ trợ cho cái địa phương trong cái lúc khó khăn có được cái cây cầu trong cái thời gian tới để giúp cho bà con đi lại thuận tiện cũng như là giúp cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Riêng đối với bà con thì khi có được cái cây cầu thì chúng ta trước hết là cũng tranh thủ để mà tiếp tục cùng với cái địa phương để hỗ trợ để chúng ta tạo sớm hoàn thành cái đoạn đường còn lại, cũng như là tạo cái điều kiện để cho cái đơn vị thi công của cái Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên trong cái thời gian thi công có cái nơi
ăn nghỉ cũng như cái điều kiện để anh em thi công đảm bảo cái chất lượng cho nó tốt. Cuối cùng một lần nữa thì cũng thay mặt ủy ban kính chúc đại đức Thích Minh Phú cùng hội từ thiện chùa Tường Nguyên mạnh khỏe, hạnh phúc trong vạn sự như ý, cũng như là có nhiều cái chương trình góp phần thực hiện cái công tác từ thiện cũng như là an sinh xã hội trong thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Xin thay mặt cho bà con nhân dân ở ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, xin cảm ơn chị Kim Thanh đã vận động gia đình Ami Đòn, Nguyễn Thị Ngọc Nhân, Nguyễn Nguy Khánh ở Cali, Hoa Kỳ đã phát tâm tài trợ cho cây cầu ngày hôm nay, và gia đình của chị Kim Thanh cũng tài trợ cho một cây cầu ở Kiên Giang, và trong những ngày tới chúng ta sẽ thực hiện. Mong rằng trong những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái chiếc cầu đẹp theo cái nguyện vọng của gia đình phát tâm tài trợ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia đình và tất cả các anh chị. Hành trình đoàn về đến huyện Ba Tri tham dự lễ khởi công làm đường Từ Nguyên yêu thương chiều dài 600m tại ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Kinh phí do chùa Từ Nguyên và ông Lê Đức Trung cùng Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đồng tài trợ. Kính thưa quý đại biểu, về dự lễ buổi lễ được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ khởi công gồm có các phần sau. Phần thứ nhất, phần nghi thức gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Phần thứ hai, phần nội dung gồm có phát biểu của nhà tài trợ, phát biểu của lãnh đạo địa phương, thực hiện nghi thức động thổ. Kính thưa quý đại biểu, hiện nay trên địa bàn xã đang phát động phong trào bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường xóm, ấp, là phong trào được thực hiện rộng khắp, trên khắp các địa bàn xã, để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Theo nghị quyết của đảng ủy, nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con khu vực Cù Lao, muốn có một con đường bê tông để vận chuyển hàng hóa và đi lại của bà con. Sau một thời gian vận động, Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí bê tông tuyến đường trên. Đến nay, được sự hỗ trợ của Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội, hôm nay công trình khởi công xây dựng, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ khởi công, chúng tôi vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu. Về phía huyện, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; bà Ca Thị Lắm, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri, và các ông bà trong đoàn cùng đi. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội, và cùng các ông bà trong đoàn cùng đi. Về địa biểu xã, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Tòng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy; ông Nguyễn Văn Trọn, phó bí thư đảng ủy xã, phụ trách công tác đảng đoàn thể; ông Trần Văn Nở, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, cùng các ông bà là đại diện các ban ngành đến tham dự. Về đại biểu ấp, xin trân trọng giới thiệu đại diện chi bộ ban điều hành ấp Tân Hòa, Tân Thuận,
đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Kính thưa quý đại biểu, tiếp tục chương trình xin kính mời Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Từ thiện xã hội, đại diện nhà tài trợ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Kính thưa tất cả quý anh lãnh đạo các cấp chính quyền của xã Tân Xuân, thì sáng hôm nay ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng như hội từ thiện chùa Thượng Nguyên được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị Đại hội Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2022 cũng như vào tháng 6 năm 2022 Đại hội đại biểu Phật giáo toàn thành phố. Thì ban từ thiện xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như hội từ thiện chùa Từ Nguyên được giao nhiệm vụ thực hiện cái chương trình dân sinh, chia sẻ những khó khăn của bà con nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì trong những ngày đầu xuân, vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 là nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần, cũng đã khởi công xây dựng hai cây cầu và một căn nhà ở tại tỉnh Long An. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì hội thực hiện một cái chuỗi khởi công xây dựng 8 cây cầu, một con đường, 5 căn nhà và 300 phần quà ở các tỉnh như là Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang và An Giang. Thì sáng nay đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 422 ở tại huyện Bình Đại. Thì giờ phút này thì tại xã Tân Xuân của huyện Ba Tri để khởi công xây dựng tuyến đường dài 600 mét và một cây cầu dài cũng trên 30 mét. Thì rất là hân hạnh được sự tham dự của ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Ba Tri, như bà Cao Thị Lắm, cũng như tất cả các anh chị lãnh đạo cấp chính quyền địa phương. Thì sở dĩ có cái buổi khởi công ngày hôm nay là nhờ anh Năm Phù. Anh Năm Phù là bạn của ông Lê Trung Đức, cũng là Phó Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Từ Nguyên. Thì hai anh gặp nhau, trao đổi nhau thì nói là địa phương cũng có cần cái tuyến đường. Thế thì cũng đủ duyên trong ngày hôm nay để thực hiện cái lễ khởi công. Thì trong quá trình khởi công xây dựng có những gì mà vướng mắc thì có thể chúng ta sẽ ngồi bàn nhau chút xíu. Thứ hai là cũng nhờ là tất cả các anh chị lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân cũng hỗ trợ cùng với cái đội thi công để chúng ta làm nhanh gọn lẹ để cho có một cái tuyến đường hoàn chỉnh trước mùa mưa này để thuận tiện cho bà con dễ dàng hơn. Thì cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông Bùi Thành Dương cùng tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện Ba Tri, của xã Tân Xuân đã tạo cái duyên lành cùng với hội từ thiện chùa Tường Nguyên để thực hiện cái công tác làm cầu đường ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các anh chị được nhiều sức khỏe, nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Nở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa thầy Thượng tọa Thích Minh Phú, kính thưa ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, kính thưa ông Võ Văn Tòng, Bí thư Đảng ủy xã, kính thưa tất cả quý đại biểu cùng bà con tham dự buổi khởi công nay. Thì chỗ ở địa bàn của Tân Xuân nói chung thì để hoàn thành các tiêu chí cái đô thị, cái xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2023
thì Tân Sơn còn những cái tuyến đường khó khăn. Nói chung thì trên địa bàn của xã cũng rộng, nói chung thì hiện giờ cái địa bàn cũng còn một số tuyến đường khó khăn, thì chỗ kinh phí của địa phương cũng không có nhiều. Hôm nay chỗ được sự hỗ trợ của thầy Thích Minh Phú thì để hỗ trợ con đường cho chỗ ở địa phương, thì cũng thay mặt địa phương thì cảm ơn chỗ thầy và các cô chú anh chị cùng đi trong đoàn, thì chúc chỗ thầy và các anh chị cùng đi trong đoàn nhiều sức khỏe, cũng còn nhiều, mong muốn cũng còn nhiều cái duyên chỗ để hỗ trợ cho địa phương. Xin chân thành cảm ơn thầy, chúc sức khỏe các anh chị cùng đi trong đoàn. Xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Nở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Tiếp theo chương trình là phần nghi thức động thổ công trình đường Cù Lao. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban Kim Chánh, Thư ký ban Từ thiện Xã hội, ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Võ Văn Tòng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Trọn, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác đoàn thể, ông Trần Văn Nở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã sẽ lên thực hiện nghi thức động thổ. Xin trân trọng kính mời. Hành trình đoàn tham dự lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 423 tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà con nơi đây đi lại bằng cây cầu tạm rất đơn sơ, nay duyên lành hội đủ, gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng đã phát tâm tài trợ xây dựng cầu nông thôn nơi đây mang tên cầu Từ Nguyên số 423. Trân trọng kính mời. Kính thưa ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Ba Tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Kính thưa bà Ca Thị Lắm, Chủ tịch Hội người tàn tật huyện Ba Tri. Kính thưa các vị lãnh đạo các cấp chính quyền xã Bảo Thuận. Kính thưa toàn thể bà con có mặt hôm nay. Thì sáng hôm nay, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh như Hội Từ thiện chùa Từ Nguyên để về tại tỉnh Bến Tre để thực hiện chương trình đầu xuân xây dựng cầu đường và nhà. Thì sáng hôm nay đã khởi công xây dựng một cây cầu ở tại huyện Bình Đại, một con đường ở tại xã Tân Sưng của Ba Tri, bây giờ này đến tại xã Bảo Thuận. Hôm nay cây cầu Tường Nguyên 423 được sự phát tâm của ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Cứ hàng năm gia đình cũng đã tài trợ rất là nhiều các chương trình nhà, cầu và quà. Năm cho cũng gần 10 cây cầu. Trong đợt này
thì gia đình ông đã tài trợ hai cây cầu ở tại xã Bảo Thuận chúng ta ở nơi đây được một cây và một cây ở Dòng Riền Kiên Giang. Trong những ngày tới chúng ta khởi công thì hội từ thiện chùa Từ Nguyên cũng có cái duyên lành rất lớn đối với huyện Ba Tri. Nhiều năm qua, qua các chương trình như là mổ mắt, rồi xây cầu, xe lăn, xe lắc, tặng quà. Đặc biệt là năm 2020 là cái hạn mặn đã ảnh hưởng nặng nề với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ở trong đó Bến Tre chúng ta, Bình Đại, Ba Tri là cái nơi thiệt hại nặng nề nhiều nhất. Thì hội từ thiện chùa Từ Nguyên cũng đã làm được một số máy lọc nước cho các xã của huyện Ba Tri. Cái duyên lành đó mà qua cô Ca Thị Lắm mình làm được nhiều cái công trình, giống như chiếc cầu nữa đây. Cô gửi thông tin là hai cây cầu và một cái bờ đê, một cái phà, hình như là cái phà đó cũng đi qua xã Bảo Thuận hay là xã gì đó. Nhưng mà cái duyên thì chúng ta có xây cầu thì hai cây, sau đó thì đây diệt trước một cây bức xúc nhất là cái cầu ở tại địa phương này. Còn cái chỗ kia thì chưa có cầu, nhưng mà sẽ sắp xếp, sẽ cố gắng để giúp cho địa phương chúng ta có cầu. Nhưng mà khi đến đây thì thấy rất là thương tâm. Cây cầu chỉ có hai cái miếng sắt dán là gắn lên, hai bên lại là mố cầu là toàn là cắm những cái cây dừa. Nếu không có một cái cây cầu tạm như vậy thì hàng hóa nông sản rất là khó có tiếp cận với bên ngoài được, thì đời sống bà con ngày càng khó khăn nữa. Cho nên hôm nay chúng ta khởi công cây cầu này thì có lẽ là sớm nhất bà con có cây cầu mới để làm một cái phương tiện đi lại thuận tiện, cũng như là vận chuyển hàng hóa đến một cái nơi tiêu thụ nó nhanh nhất, để có được một cái đời sống tốt hơn. Thì cũng không biết nói gì hơn, cũng xin thay mặt cho Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Từ thiện chùa Từ Nguyên và gia đình của ông Nguyễn Hữu Đặng, xin gửi lời cảm ơn đến ông Bùi Thành Dương đã dành những cái thời gian quý báu và tham dự tất cả những cái chương trình mà Hội Từ thiện chùa Từ Nguyên dành cho Ba Tri. Chúc cho ông được nhiều sức khỏe, được nhiều cái an lành, công việc ngày càng thăng tiến hơn nữa, để chúng ta có một cái tình cảm thắt chặt hơn để làm nhiều việc như tốt đời, đẹp đạo hơn nữa. Xin cảm ơn bà Ca Thị Lắm, dù 72 tuổi nhưng mà tất cả các chương trình từ thiện nào mà hô một cái là cứ xách xe mà chạy, kêu là chạy bán sống á. Thì nghĩ rằng là cái mình còn cái sức của mình đó, thì đóng góp cho bà con được cái gì thì đóng góp, mà khi mà nhà tài trợ nói bất cứ ngày giờ nào thì cũng dành cái thời gian chia sẻ đến bà con. Từ đó mà Hội Từ thiện Từ Nguyên cũng rất là trân quý cái tấm lòng của bà. Vì người nghèo, cũng giống như cái tâm nguyện của các thành viên của Hội Từ thiện Từ Nguyên. Khi xin cái gì thì đủ điều kiện là hội giúp liền. Và cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo, các cấp chính quyền của xã Bảo Thuận cũng đã gắn một cái duyên lành mà chúng ta thực hiện được cái chương trình ngày hôm nay. Thì cũng mong rằng trong những ngày sắp tới mà cái anh đội trưởng đội thi công cầu của Hội Từ thiện chùa Từ Nguyên đến đây làm, thì các anh cũng hỗ trợ giám sát để cho công trình nó được thuận lợi hơn. Và đặc biệt là xin cảm ơn bà con địa phương, nhờ bà con địa phương là bảo bọc giùm cái đội thi công cầu, cũng như là phụ giúp để cho cái đội thi công là nhiệt huyết trong vòng từng lễ. Cái cầu này làm chắc khoảng từng lễ đến 10 ngày là xong.
Dạ, thì đổ móng thì có thể là khoảng 3 ngày, đổ cọc, đổ dầm khoảng 3 ngày, thì cái ngày đó là cực. Và khoảng 3 tuần sau thì chúng ta ép cọc, rồi ép cọc xong rồi là lên vàng thì trong khoảng tuần là xong cây cầu. Dạ. Và quan trọng là nhanh đó, là ở địa phương cũng như là bà con nhân dân để chung tay góp sức mà chúng ta có cây cầu nhanh nhất, sớm nhất để sử dụng. Dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, tất cả bà con địa phương ở nơi đây. Chúc cho mọi người chúng ta luôn vui, khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Để ghi nhận sự đóng góp của phía đơn vị tài trợ đối với địa phương, sau đây xin trân trọng kính mời ông Khổng Minh Tật, Chủ tịch Ủy ban nhân xã, có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời ạ. Kính chưa thưa đồng chí Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thưa Thượng tọa Thích Minh Phú, thưa tất cả quý đại biểu, quý cô bác đến dự cái buổi lễ khởi công cầu Tường Nguyên 423 hôm nay. Thưa quý đại biểu, thì do Bảo Thuận là cái xã giáp biển, đặc thù là xã giáp biển, do đó đây là cái địa hình của địa phương là giao thông rất là chằng chịt, nhiều tuyến rạch, rồi nhiều cái tuyến đường chưa được đầu tư trong những năm qua, và đây là một trong những xã được xem là nghèo nhiều của huyện Ba Tri. Thì mặc dù là trong những năm qua thì bằng các cái nguồn lực nhà nước, rồi nhân dân, rồi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tài trợ để hoàn thiện cái hệ thống giao thông của địa phương. Tuy nhiên, nói như đã nói là cái địa hình của địa phương thì nó rất là chật chật, do đặc thù là cái xã giáp biển, thì do đó là còn nhiều tuyến đường, nhiều cây cầu chưa được đầu tư xây dựng, từ đó là rất là hạn chế trong cái việc mà phát triển kinh tế của địa phương cũng như là góp phần số đó với giảm nghèo của địa phương. Mặc dù những năm qua thì địa phương cũng vận động rất là nhiều, trong đó có chỗ thầy Thích Phú thì dường như cũng có cái duyên hỗ trợ cho Bảo Thuận rất là nhiều, cũng nhiều cái cầu rồi chứ không phải lên cái cầu này không đó. Rồi qua trong năm nay thì qua sự kêu gọi của địa phương, rồi sự kết nối của cô Cao Thị Lắm, rồi sự hỗ trợ của thầy Thích Phú cũng như là các Phật tử, đặc biệt là gia đình của anh Đặng, trong việc mà hỗ trợ cho địa phương xây dựng cái cầu Tường Nguyên 423 này. Đây là một cái công việc mà rất là cấp bách để giúp cho địa phương. Cây cầu này nó sẽ kết nối đến hơn 200 hectare cánh đồng vận chuyển lúa qua màu của nhân dân xã Bảo Thuận vào trong vùng sản xuất trong này. Một mặt nữa là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, cũng như là trong này cũng còn một số nhân dân cư trong này, là các em học sinh cũng phải đi vận chuyển đi trong này đi ra để học tập. Đây là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, những tình cảm mà chỗ thầy Thượng tọa Thích Minh Phú cũng như các Phật tử đã dành cho địa phương. Ngoài ra thì như thầy đã nói, thì vừa qua Bảo Thuận đã gửi 2 cây, thì thầy đã diệt 1 cây. Thì cũng báo thầy luôn là cái cây này thì nó kết nối với cánh đồng hơn 200 hectare lúa. Cái cây dự định thì nó cách đây khoảng 50 mét, cách đây thôi. Dự định là nó sẽ vận hành cái tuyến trục này, cái trục đường này nó nối dài, kết nối với hai cái xã khác đó, để tạo cái điều kiện cái lưu thông từ đây về cái thị trấn Ba Tri nó được gần hơn đó. Do đó thì xã cũng quyết tâm là sẽ bằng cái nguồn lực của địa phương, rồi bằng cái sự kêu gọi của địa phương, thì sẽ cố gắng để vận động và hoàn thiện cái hạ tầng cái tuyến đường này. Rất mong rằng trong cái dịp mà xây dựng cái cầu này, thầy cũng dành những tình cảm tiếp tục cho địa phương cũng như quý Phật tử, nếu có điều kiện thì tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng cái cầu thứ hai tiếp theo, chứ không phải là cầu thứ hai, bị cây cầu này cũng nhiều cái cầu rồi chứ không phải cầu thứ hai. Một lần nữa thì đối với những cái sự gửi gắm của thầy, thì trong đối với đơn vị thi công thì địa phương sẽ ghi nhận và tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công hoàn thành sớm nhất cái cầu, để tạo điều kiện sớm nhất cho bà con đi lại được thuận tiện. Một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe của thầy Thượng tọa Thích Minh Phú cũng như các Phật tử qua đây gửi gắm cái tình cảm đến gia đình anh Đặng trong việc hỗ trợ cây cầu hôm nay. Chúc cho quý thầy và quý Phật tử luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong mọi cuộc sống và cũng như công tác an sinh xã hội trong thời gian sắp tới được nhiều hơn nữa.
Xin cảm ơn. Hành trình đoàn về huyện Châu Thành thăm khảo sát và khởi công động thổ xây dựng nhà tình thương số 5 trên năm 2022 cho hộ bà Lê Thị Xíu, ấp Tiên Tây Nam, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hoàn cảnh bà rất khó khăn, căn nhà được dựng lên bằng gỗ tạp cũng đã lâu, mái lợp lá, nay đã xuống cấp, nhà thì trống trước trống sau, mưa thì dột, ngập từ trước ra sau. Cảm thương cho bà, hội đã vận động sự phát tâm của ông bà Phạm Văn B và Nguyễn Thị Ba ở quận 7 phát tâm tài trợ cho gia đình bà Xíu có được căn nhà khang trang hơn. Xe hơi rồi đâu? Đâu, tâm tâm đi trước tâm. Trời ơi, xe hơi đây hả? Nhà cũng có xe hơi, có đầy đủ quá này hả? Trời ơi, bà có cái xe này đó, bà phải trồng cây mãng cầu, cây dừa, cây đu đủ. Cầu dừa đủ rồi, trồng cây xài nữa rồi, cái để cái xe này ra cầu dừa đủ xài lít ba ga chứ, mà để giấu trong đây rồi ở nhà này trên á, ở phía sau là lập lá, ở trên là lập ton, lập tạm thôi. Thì chiều á là mưa nó lên là nó ngập nát hết, bà chỉ có cái giường vậy thôi. Đâu cái iPhone đâu, trời ơi, có giấy số đâu nữa nè. Giấy số làm gì đây? Mua giấy trúng được các nhà mua trúng. Sao mua không trúng? Đây iPhone 20. Ở đâu rồi? Cái màn hình tivi mặt phẳng đâu vậy? Cũng kết luôn rồi. Phước Chí, vô đây vậy? Rồi sao bà phá lại hết trơn rồi, vàng mà bỏ đây mà phá. Trời. Đó, hai ông thầy. Đó. Có thầy không nhỉ? Dạ không. Trời, cái này là gì đây? Trời ơi, gạo bao 50 ký không ăn sao hết.
tiếp hành trình đoàn đến nhà anh Đoàn Nhật Trường ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thăm khảo sát và khởi công động thổ xây dựng nhà tình thương số 3 năm 2022. Đây là một căn nhà thực sự rất thương tâm bởi nó là nơi trú ẩn của 6 thành viên trong gia đình, nhưng căn nhà thì lại mục nát xuống cấp trầm trọng. Theo cảm nhận của chúng tôi thì ngôi nhà đang ở không đủ che nắng che mưa, chỉ cần một trận mưa to gió lớn là đổ sập bất cứ lúc nào. Nghĩ mà thương cho hoàn cảnh gia đình của anh Đoàn Nhật Trường. Duyên lành hội đủ được sự phát tâm tài trợ của bà Lê Thị Bích Nga thuộc công ty cổ phần Kim Gia Phạm ở thành phố Hồ Chí Minh đã ngỏ ý tài trợ kinh phí xây dựng căn nhà cho gia đình anh Đoàn Nhật Trường để có được căn nhà khang trang hơn, để không phải lo khi mưa to gió lớn. Kính thưa gia đình của cô Nga, kính thưa các vị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể gia đình, thì chiều hôm nay hội từ thiện chùa Tường Nguyên đã có mặt tại xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để khởi công xây dựng nhà cho gia đình anh Đặng Nhật Trường, 43 tuổi, có 3 đứa con, bà vợ cũng như là bà già, và ở một cái ngôi nhà thì sau khi xem hình ảnh đó, lúc 14 giờ chiều là chị Úc Hạnh đã gửi thông tin là 5 căn nhà ở tại huyện Châu Thành, thì trong đó là tại xã Tiên Long này là có 2 căn, ở Phước Đức 2 căn và Tiên Thủy 1 căn. Thì riêng cái căn nhà mà chị anh Đặng Nhật Trường này, thì khi đưa thông tin lên trên Facebook và Zalo á, thì lúc đó là mình chưa có tiền, chưa có đồng nào hết. Nhưng chỉ tích tắc là vừa đăng lên thì khoảng 5 phút là mình có một cái gia đình của Phật tử ở Đà Lạt tài trợ cho một căn. Căn thứ nhất. Căn này là căn thứ hai. Căn này là căn thứ hai. Thì cũng đăng thông tin lên. Thì 8 giờ tối. 9 giờ 30 tối nhé. Thì nhận được thông tin có một chị ở Mỹ, chị cũng phát tâm muốn giúp cho một căn nhà. Chị mình vừa đăng lên thì 9 giờ rưỡi tối là chị nhắn tin, cái nói thôi vậy để giúp cho căn này. Thế thì ở trong Zalo mình cũng đăng lên mình được tiền được 2 căn. Và cái cô Nga đang cũng đang xem trực tiếp ở đây. Thì cô nói con muốn giúp cho cái căn nhà này. Thì mình mới chuyển lại một cái căn nhà kia, cũng hai vợ chồng anh chị 43 tuổi cũng 2 đứa con cho hai anh chị kia. Thì cái căn nhà này có lẽ là một cái duyên, cái may mắn. Mình nghèo khó nhưng mà khi đưa lên thì tất cả mọi người đều quan tâm rất là nhiều. Cho nên chúng ta, mình nghèo á, mình không có mặc cảm, mình không có buồn. Nghèo nhưng cố gắng làm ăn. Nhớ là phải nuôi con cho nó thật tốt, học hành để đời của mình nghèo thôi nhưng mà con mình nó phải khá. Cộng đồng luôn luôn quan tâm. Thì cái căn nhà này mà là có 2 người để muốn làm thì mới nhường lại cho cô Nga để làm cái căn nhà này. Thì có lẽ là tới cái ngày mà bàn giao nhà đó là cô Nga cũng phải tham dự. Và sau khi xuống tới đây thì chúng đi từ trước phía sau một cái chỗ trú mưa, như là giống như là một cái chỗ trú mưa trú nắng, vì xung quanh chỉ có tạm bợ thôi, không biết ăn trộm vào đây là gì, vô hướng nào cũng được hết mà không biết vô đây lấy được cái gì hay không nữa. Cho nên là rất là thương tâm đối với cái gia đình của anh chị. Thôi thì hôm nay hội từ thiện chùa Tường Nguyên cũng thay mặt cho cô Lê Thị Bích Nga, công ty cổ phần Kim Gia Phạm, để phát tâm tài trợ cho gia đình, chúc cho gia đình chúng ta là luôn luôn có sức khỏe, có công việc làm ổn định để nuôi các cháu. Về nhà thì bây giờ từ ngay ngày hôm nay thì sẽ làm lễ khởi công xong rồi, thì nhờ tất cả các anh chị lãnh đạo ở địa phương xem
giúp đỡ làm sao để làm cái căn nhà sớm nhất để trước mùa mưa cho gia đình có một cái căn nhà được đẹp hơn. Thì trong đó là mọi người có gửi cho bé Tâm được thêm 5 triệu phải không? À, 5 triệu. Thì 5 triệu đó thì sẽ dùng mua vật dụng thêm ở trong gia đình, hoặc là thêm 5 triệu nữa đó. Rồi thì tới mấy người ở đây? 5 người ở. Nếu mà 5 người ở thì xây một cái phòng ngủ, một cái phòng khách, rồi nhà bếp thì nó cũng khó quá. Đó. Thì cũng xin kêu gọi mọi người có thể là chung tay thêm vô để chúng ta có thể là thêm thành một cái phòng nữa, là nhà có thể là 2 phòng để cho vợ chồng và 3 đứa con. Đó. Sau này bé gái lớn lên cũng phải có sòng phòng riêng chứ không thể nào ở chung với cha mẹ hay là với các em nữa. Thì cũng có thể là cái nhà này mình sẽ triển khai thành 2 phòng đi để về mình vận động thêm. Thì làm cái căn nhà này giờ nó ấy hơn. Và gia đình giờ được có bao nhiêu tiền rồi? Thì sao không có? Rồi bà già ruột hả? Bà già chồng ở bà già vợ? Bây giờ bà già vợ cho con gái nhiêu? Sao nghèo? Mất, bà ông xã mới mất mình lấy ông khác. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo địa phương. Thì hôm nay được thông tin là chỗ thầy Phú cùng tất cả anh chị mạnh thường quân của thành phố Hồ Chí Minh, mà đặc biệt là chỗ chị Bích Nga đã đến để hỗ trợ cho căn nhà của Nhật Trường ở Tiên Hưng Tiên Long. Thì phải nói là ở thay mặt địa phương chúng tôi rất là cảm ơn, cảm kích tấm chân tình này, nhất là thầy Phú, chị Hạnh đã kết nối thật là chắc với cái chương trình này. Thì gia đình chắc xúc động không nói được. Thì thay mặt cho gia đình, thay mặt địa phương thì xin cảm ơn tấm lòng của thầy, của quý mạnh thường quân, mà đặc biệt là chị Nga đã tạo điều kiện cho vợ chồng của em Trường có căn nhà để che mưa che nắng, yên ổn để làm ăn. Rất là cảm ơn. Sau khi động thổ xây dựng nhà anh Đoàn Nhật Trường, đoàn tiếp tục hành trình đến nhà chị Lệ Quyên thuộc xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thăm khảo sát và khởi công động thổ xây dựng nhà tình thương. Được biết căn nhà chị Quyên đã sập, hiện tại chỉ cất tạm nơi đây làm nơi trú ẩn của 4 mẹ con trong ngôi nhà tạm bợ này. Duyên lành hội đủ, được sự phát tâm tài trợ của một vị Phật tử định cư tại Hoa Kỳ đã ngỏ ý tài trợ kinh phí xây dựng căn nhà cho chị Lệ Quyên để có được căn nhà khang trang hơn, để không phải lo lắng khi mưa to gió lớn. Thì lại là phát sinh thêm một cái gia đình của chị Đỗ Thị Đặng Thị Lệ Quyên, là ca sĩ Lệ Quyên đó, phải không? Phải ca sĩ Lệ Quyên không? Chứ là gì? Dạ con dân hả? Dân hả, chứ không phải ca sĩ Lệ Quyên hả? Dạ. Thì được biết là gia đình chị Lệ Quyên đây 36 tuổi, tới không có chồng hả, mà có 3 đứa con. Đây là một chồng hay mấy chồng? Một chồng. Rồi chồng đâu rồi? Đi đâu không biết luôn hả? Rồi mình ở vậy đây hả? Sập nhà đâu mà sập? Vậy hả? Rồi giờ là ở đậu ở đây.
rồi tối là vô đây ở đây. À, rồi đó thì bây giờ là phát sinh thêm cái căn nhà này, thì hôm nay hội từ thiện chùa Tường Nguyên cũng sẽ tài trợ cho căn nhà này để được xây dựng. Đoàn thăm khảo sát và khởi công đồng thủ xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh thuộc xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Căn nhà được tài trợ của MS Nguyễn Quyền, định cư tại Hoa Kỳ, phát tâm tài trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh để có được căn nhà khang trang hơn, để không phải lo lắng khi mưa to gió lớn. Kính thưa chị Huyền, kính thưa gia đình, thì chiều hôm nay hội từ thiện chùa Tường Nguyên được sự phát tâm của chị. Chị Quyền Nguyễn này là cũng xem thông tin trên ở trên Facebook và nhắn tin cách đây cũng mấy tháng, nói thầy ơi con muốn xây cái nhà. Rồi cái dịch rồi tới giờ là mình cũng không có liên lạc lại vì cũng không phải là những người quen. Cho nên khi mình đăng thông tin về 5 cái căn nhà lên thì tối hôm qua cũng là 9:30 đó là chị Huyền mới phát tâm, thầy ơi con muốn giúp một căn nhà đó. Thì thế thì thiết kế liền băng rôn, đây là cái căn nhà thứ 3 trong 5 căn đó, nhưng mà hôm nay lại là tổng cộng tới 6 căn, phải không? Có lẽ là đầu năm mình vô cái nhà là 6 căn, 6 là lộc, phải không? Cầu là 8 cây là phát, lộc phát đó, rồi thêm một cái con đường nữa. Thì có lẽ là đầu năm mình làm được những cái điều phước thiện may mắn, thì có lẽ là năm nay là một cái năm sẽ vất vả cho hội từ thiện chùa Tường Nguyên. Thì dù một cái đại dịch Covid nó hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta nói riêng, và tất cả các tỉnh ở trong cả nước cũng để thiệt hại, nhưng cái tinh thần từ thiện của người dân Việt Nam cũng như người Phật tử nói riêng lúc nào cũng chia sẻ yêu thương với người nghèo, người khó khăn hơn lá lành đùm lá rách. Thì hôm nay điển hình là cái căn nhà của anh Nguyễn Văn Minh, 43 tuổi, bà xã thì đi làm. Còn hai đứa con, đứa này là 14 tuổi, còn bé này thì 10 tuổi. Anh Minh là đi làm về cái gì ha? Cũng làm công ty chung với vợ. Hai vợ chồng làm, cố gắng làm nhưng mà cũng không có đủ điều kiện để xây dựng một cái ngôi nhà. Thì cái ngôi nhà này là to, này thì nó mỏng lét rồi nè. Đây là nó dột nát hết trơn rồi. Này là nhà là dựng bằng tre thôi. Cái này rồi. Nó lắc nè. Và nền đó là còn nền đất như thế này. Thì cũng xin thay mặt cho hội từ thiện chùa Tường Nguyên, xin thay mặt cho gia đình anh Nguyễn Văn Minh, xin cảm ơn chị Nguyễn Huyền đã phát tâm giúp đỡ cho những người nghèo, những người khó khăn. Và đây là cái căn nhà này cũng lẽ là có duyên với chị. Gia đình cũng cố gắng giống như chị. Chị nói là con cũng nghèo lắm thầy ơi, nhưng con cố gắng để con chia sẻ cho những người khó khăn. Thì xin cảm ơn chị rất là nhiều. Khi mà vừa nói là trong tích tắc là chị chuyển tiền cho hội ngay để giúp cho gia đình. Thôi thì hôm nay xin thay mặt cho hội từ thiện chùa Tường Nguyên chúc mừng anh chuẩn bị để có ngôi nhà mới.
rồi là làm ăn nhớ là phải cho mấy đứa này học hành đàng hoàng nha. Dạ, cũng chúc mừng anh với chị là cũng có công việc làm ổn định đàng hoàng đó. Hành trình đoàn về xã Phú Đức thăm và khảo sát khởi công động thổ xây dựng nhà tình thương anh Lý Văn Sâm ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hoàn cảnh của anh Sâm, gà trống nuôi con, cuộc sống vô cùng khó khăn quanh năm. Nói là nhà nhưng thật ra đây chỉ là một mái che mưa che nắng, đơn sơ bằng tre lá. Khuôn viên chỉ được một cái giường, xung quanh thì trống trơn. Thiết nghĩ nếu đêm mưa, gió, tạt thì cha con anh phải chạy tìm nơi trú ẩn, mà không biết trú ẩn nơi đâu vì xung quanh nhà của năm anh em đều như thế. Nhìn mà thấy xót thương, hôm nay duyên lành hội đủ, Đại Đức Thích Minh Phú đã đến khảo sát và động thổ xây dựng căn nhà mơ ước cho anh. Căn nhà được sự tài trợ bởi Phật tử Diệu Linh và Diệu Thúy ở Đà Lạt đồng phát tâm tài trợ kinh phí xây dựng cho căn nhà của anh. Mạnh Thường Quân, thì hôm nay chúng tôi đã đến ngay tại nhà của ông Lý Văn Sâm ở xã Phú Đức, của huyện Châu Thành, và anh Lý Văn Hiếu là hai anh em ruột, cũng gà trống nuôi con. Anh này thì không có nhà, chỉ có che tạm một cái trái, rồi để một cái giường, rồi đi bán vé số sinh sống. Rồi anh Hiếu á, thì cũng một cái căn nhà để thờ ông bà tổ tiên, nhà nghèo. Rồi bên đây á, là người thứ năm. Rồi bên đây là cháu. Thì hình như là nguyên một cái cụm này là già gia đình gì mà nghèo, mà nghèo nghèo cái chùm á. Yeah. Nghèo cái chùm á. Đó. Thế thì trong mấy tiếng đồng hồ của ngày hôm qua đã nhận được cái thông tin về năm căn nhà ở tại huyện Châu Thành. Thế thì hội cũng đã kêu gọi đến 11:30 phía thì mình được kinh phí xây dựng 3 căn. Và sáng hôm nay nhận được 2 căn nữa, là tổng cộng 5 căn cho bà con ở các xã của huyện Châu Thành. Nhưng trên đường từ Ba Tri về tới Châu Thành thì được gia đình cô Hà, cô Phương phát tâm cho một căn nhà nữa. Rồi chị Kim Thanh cùng bạn cũng phát tâm cho một căn. Thế thì chưa biết là sẽ chọn hai căn này ở đâu. Rồi khi đến xã Tiên Long thì phát sinh thêm một căn. Và mình quyết định cũng gọi điện thoại cho gia đình cô Phương, cô Hà, và gia đình cũng để phát tâm để tài trợ cho căn nhà đó. Thì khi đến nhà của anh Sâm để chuẩn bị động thổ, thì sau khi trao đổi và được biết thêm là nhà của anh Hiếu cũng là anh em ruột đó, mà nhà sập sệ cũng như thế này nhưng vẫn còn ở được, cho nên ở địa phương cũng không có đưa vào cái diện mà để xin nhà. Đó. Nhưng xem đến nơi thực tế đó thì chúng ta rất là đáng thương. Đó. Để phát tâm cho giúp. Đó. Thế thì sẽ tặng nhà cho ông Lý Văn Sâm và ông Lý Văn Hiếu. Đó.
tiếp hành trình đoàn về thăm và khảo sát khởi công động thổ xây dựng nhà cho ông Nguyễn Văn Lý ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Được biết, hoàn cảnh của ông Lý đây, đơn côi một thân một mình, hàng ngày phải đi bán vé số từ sáng đến chiều tối. Khi Đại Đức Thích Minh Phú cùng đoàn đến nơi thì ông cũng chưa về tới nhà, căn nhà đơn sơ chỉ là những tấm tôn dựng tạm bợ để có chỗ che mưa che nắng, có chỗ ngã lưng sau một ngày mưu sinh khó nhọc. Trong những chuyến đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa như thế này, cùng với Đại Đức Thích Minh Phú, tôi không ít lần xúc động khi bà con thôn quê còn nghèo khó quá đỗi, làm quần quật vẫn không đủ ăn. Thế nhưng họ không thở than, vẫn vui vẻ cùng gia đình chồng xóm. Cuộc sống nơi thành thị xa hoa, nhà cao cửa rộng, đi đó đi đây du lịch, đôi khi cũng chưa hẳn làm ta hài lòng với cuộc sống. Nhưng đối với bà con vùng quê, thì không ít người quanh năm chỉ biết cặm cụi với ruộng đồng, vẫn không có dư. Cứ trúng mùa thì rớt giá, bởi vậy mà cái ăn cái mặc còn khó thì lấy đâu để tu sửa nhà tường. Đó chỉ là ước mơ, và cái ước mơ đó nay đã được Đại Đức Thích Minh Phú kết nối với các mạnh thường quân chung tay xây dựng những căn nhà tình thương, những căn nhà mơ ước nay đã thành hiện thực. Cảm ơn chuyến hành trình của Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên đã mang đến cho chúng tôi một định hướng, nhìn để sống đẹp, sống không lãng phí, sống bao dung và nhân ái với đời. Tiếp hành trình một ngày mới nơi vùng đất Trà Vinh, xe băng qua những cánh đồng xanh bát ngát, từng cơn gió bụi sống se se lạnh mang theo hương thơm của những bông lúa đang trổ, một hình ảnh đẹp như một bức tranh. Hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2022, Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên sẽ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 424 tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, do sự phát tâm của gia đình An Thị Kim Minh, bạn của Mỹ Tâm ở quận 7 tài trợ kinh phí xây dựng. Cây cầu này hiện tại chỉ là một cây cầu khỉ đơn sơ, bà con đi qua lại rất khó khăn. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, trong cái hành trình 5 ngày của Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên đi về 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện khởi công xây dựng 8 cây cầu, 1 con đường, 7 căn nhà tình thương và tặng quà. Thì vào ngày 24, Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên cũng đã về tại ba huyện Châu Thành, Bình Đại và Tri của tỉnh Bến Tre, đã khởi công 2 cây cầu, con đường và 7 căn nhà. Thì sáng hôm nay cũng được giới thiệu của anh Thạch Bồ Nát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè, đã giới thiệu về cây cầu ở tại xã Châu Điền và một cây cầu ở xã Hòa Tân. Thì Hội sẽ tài trợ giúp cho 2 cây cầu thuộc 2 xã của huyện Cầu Kè. Khi chúng tôi đến đây thì chúng tôi rất là xúc động, được cái sự đồng tình với tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền từ huyện, xã và nhất là bà con địa phương ở nơi đây đã chuẩn bị rất là chu đáo để cho đoàn đến làm lễ khởi công. Thì thực sự ra cầu Trà Vinh này á, thì từ năm 2002 Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên cũng đã đi khắp tất cả các huyện của Trà Vinh để giúp về mẫu mắt, về giếng nước, về xây nhà, xây cầu. Nhưng có lẽ là cái duyên với Cầu Kè là
do cái đại dịch Covid-19 năm 2021. Mà Hội Từ Thiện Chùa Thượng Nguyên đến đây để trao quà, biết đến anh Thạch Bô Nám, và từ đó là kết một cái thiện duyên. Và chúng ta có một cái buổi gặp gỡ lần thứ hai qua cái công việc thiện nguyện này. Thì hôm nay có gia đình của cô Phật tử An Thị Kim Minh là phát tâm để tài trợ cho cái cầu này. Thì cũng đang nhìn qua bên phía trong cũng có một cái cầu nhỏ nhỏ, thì để xem xét lại, nếu mà có đủ kinh phí nữa thì sẵn làm một thêm một cây nữa. Và cũng vừa nhận được cái thông tin là có một cây cầu 30 mấy và một cây cầu 40 mấy mét ở một cái xã khác cũng gần đây, thì hội cũng sẽ khảo sát, nếu mình được thì cô Tâm Mỹ, cô Tâm Mỹ này là bạn của cô, nhưng mà cô gia đình của cô sẽ phát tâm tài trợ. Mình vừa nói chuyện với cô xong rồi, thì cái đó là cái có lẽ là cái duyên của cầu kè này. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để cùng với tất cả các vị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương để làm lễ khởi công xây dựng cầu 424. Trong hơn 4 năm qua thì hội đã làm tới giờ phút này là 430 cây cầu rồi. Và cầu mình làm chắc nó có lẽ là nó khác với cái thư ngõ của địa phương gửi lên. Địa phương gửi lên thì cái cầu cái giá trị nó rất là ít. Nhưng mà cầu mình thì làm có lẽ là chất lượng hơn, tốt hơn. Nhưng mà tính ra là từ ngày hôm nay khởi công. Thì có anh Ngọc là đội trưởng đội thi công của Hội Từ Thiện Chùa Thượng Nguyên đó, anh sẽ trực tiếp ở dưới đây cùng với tất cả một số anh em. Và nhất là mong rằng là các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cũng sâu sát và giám sát giùm cái đội thi công này, chứ đừng có để cho anh độn dừa nước hay là độn bắp chuối vô. Và điều mà đặc biệt nữa là cũng xin kính mời và kính nhờ bà con cô bác ở địa phương này là cu mang giùm cho cái đội thi công và hỗ trợ đội thi công. Có lẽ cái cầu này nếu mà mình từ khi cấm cọc hoàn thành chắc là khoảng 5 đến 7 ngày là xong. Quan trọng là cái mọi người phụ, tại vì hiện tại là đội hội mình đang làm gần 20 cây cầu ở các tỉnh, cho nên là mỗi một nơi thì sẽ bố trí vài anh thợ, nhất là nhờ địa phương để hỗ trợ phối hợp để chúng ta làm cho nó được tốt hơn, đẹp hơn. Thì duyên được nữa thì mình sẽ tiếp tục được nhiều cây cầu hơn nữa. Ở đây là một năm làm cả 100 cây cầu đấy. Mình cũng rải rác chia tất cả các tỉnh, chứ không phải tập trung một nơi. Nhưng mà cái nơi nào thiết yếu nhất thì mình sẽ tiến hành. Thì cũng xin có vài lời đối với tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con, như là thay mặt cho Ban Từ Thiện Sòi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Từ Thiện Chùa Thượng Nguyên và gia đình cô Phật tử An Thị Kim Minh đến đây để khởi công. Trước khi dứt lời cũng không biết nói gì hơn, xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân để hỗ trợ để cho Hội Từ Thiện Chùa Thượng Nguyên thực hiện được các tâm nguyện như thế này. Và chúc cho tất cả các vị được nhiều sức khỏe, thật nhiều an lành và thật nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa sư thầy cùng anh em cô chú bác trong Hội Từ Thiện của Chùa Thượng Nguyên ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì hôm nay tôi là người dân của ấp Trà Buôn này, thì tôi không biết gì nói gì hơn là tôi rất là vui mừng. Ngoài vui mừng tôi không biết nói hơn. Vui mừng là được nhờ sư cũng như là các chính quyền các cấp, các đồng chí luôn quan tâm tới cái vùng sâu vùng xa. Thì báo chỗ các đồng chí lãnh đạo vậy, ở đây chúng tôi sống là chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi với làm lúa, cho nên là đời sống còn rất là khó khăn. Cho nên là tự để mà vận động nguồn lực trong dân bắt cái cầu, rồi nói chung là làm đường đan để mà cho con cháu như cho người dân đi thì cũng rất là khó khăn.
Tôi nói mùng 50 không có thể nào mà làm được. Ở đây sống 40 mấy tuổi đời rồi, hôm nay nói chung là cái đường đi cũng nhìn thấy rất là khó khăn, đi lại khó khăn. Ở đây thì nói chung là người dân tộc sinh sống là nhiều, 80%. Cho nên là cái đời sống nó muôn vàn khó khăn. Nhưng mà có may mắn hôm nay á, có thầy, có sư thầy qua ngồi nghe thầy nói một năm mà thầy đi là 100 cái cầu mà đi rất là nhiều tỉnh. Ở đây tôi là một người dân của ấp Trà Buôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tôi vô cùng phấn khởi vui mừng. Tôi nói còn hơn trúng số. Cũng báo chỗ thầy vậy với anh em trong đội. Còn riêng bản thân tôi hôm nay á, tôi rất nói chung là cảm ơn đầu tiên á, là chỗ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè với lãnh đạo đảng ủy ủy ban, các đồng chí ban ngành, đại diện ban ngành của xã Châu Điền, nói chung là quan tâm. Tôi hứa là như thế này, ở đây là có bao nhiêu hộ dân sống ở đây tôi cũng huy động lực lượng ra hết, phụ làm với đội từ thiện. Tôi ở đây tôi cái mà tôi làm được đó là huy động sức lao động, người ta bỏ ra tiền bạc mà mình là bỏ ra ngày công lao động để làm sao cho nó xứng đáng, để không có phụ lòng mong muốn của sư cũng như là anh em trong đội từ thiện rồi lãnh đạo chính quyền các cấp. Thì một lần nữa tôi xin thay mặt chỗ nhân dân của ấp Trà Bôn xin chân thành cảm ơn các anh em trong đội với sư thầy là lãnh đạo các cấp, rồi chúc anh em cũng như sư luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đặc biệt là đem niềm vui đến cái vùng sâu vùng xa để cho người dân thêm cái niềm tin phấn đấu để làm sao phát triển, làm ăn phát triển. Nói chung là thay có đường có cầu thì tin chắc rằng đời sống sẽ khá hơn. Rồi xin hết. Cảm ơn phần ý kiến phát biểu của ông Xuân Đường. Thank you.
tiếp hành trình đoàn đến xã Tân Hòa làm lễ khởi công xây dựng cầu tự nguyên số 425 tại xã Tân Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cây cầu được sự tài trợ của gia đình ông Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, Nam Anh, Duy Anh, Bảo Anh, định cư tại Hoa Kỳ đã phát tâm tài trợ cho bà con nơi đây có phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn vì cây cầu cũ nay đã xuống cấp trầm trọng. Để chuẩn bị chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2022, cũng như là Đại hội Phật giáo toàn quốc, có Đại hội Phật giáo toàn thành phố, thì Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta là Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tường Nguyên quận Tư, cùng với tất cả các thành viên trong đoàn, thì được sự giới thiệu của ông Bô Nát, chúng tôi biết rằng ở bà con ở địa phương chúng ta rất là bức xúc về những cái cây cầu. Thì sáng nay tại xã Châu Điên mình đã khởi công xây dựng một cây cầu rồi, và kế đó thì cũng có một cây cầu nho nhỏ thì cũng giải quyết luôn thành là hai cây. Và giờ phút này thì tại xã Hòa Tân, được biết hai bên bà con nhân dân rất là đông, mấy trăm hộ thì cái người dân đi lại là cũng tính ra cũng cả ngàn người, mà một cái cây cầu đó, cây cầu sau khi chúng tôi đến thì qua cầu nhìn trên cầu thì nó lủng lỗ các nên, và nhìn xuống thì nó chấp giá kinh khủng. Đó là cái sự cấp thiết nhất mà chúng ta cần phải giúp đỡ. Thì khi nhận được cái hình ảnh là duyệt ngay, nhưng mà xuống tới nơi thì chúng ta thấy là càng bức xúc hơn nữa. Thì sở dĩ mà cầu Tường Nguyên có tên và có số là do ngài Trương Vĩnh Trọng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, họ cũng làm cũng cả ngàn cây cầu. Thì khi cách đây hơn 4 năm thì bác tham dự lễ khánh thành một cây cầu ở Châu Thành, Bến Tre. Thì bác nói là thầy đã xây dựng rất là nhiều cầu, thì mình cần nên đặt cái tên và để cái số cầu, để chúng ta biết được thời gian qua chúng ta đã xây dựng bao nhiêu cây. Thì kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp doanh nghiệp cùng bà con địa phương, trên 4 năm qua đã hội đã xây dựng tới điểm này là 425 cây đi cầu. Đó. Và trưa nay thì sẽ xây cây cầu 426. Ngày mai 3 cây cầu ở tại Dòng Riêng, Kiên Giang, rồi ngày mốt thì ở tại An Giang nữa. Rồi có lẽ là năm nay có cố gắng đạt chỉ tiêu khoảng 50 cây vì dịch bệnh nhiều quá, mà chúng ta cũng là hết kinh phí rồi, nhưng mà cũng phải cố gắng để chia sẻ cho bà con khó khăn các nơi. Thì cây cầu này được gia đình của chị Kim Thanh, là bé Quỳnh Anh, Nam Anh, Duy Anh, Bảo Anh, nguyên gia đình, là mỗi năm cũng cho là 4 đến 5 cây cầu, vài cả chục căn nhà, và các công tác thiện nguyện thì nhiều lắm. Đại dịch vừa rồi là gia đình cũng cho cũng cả 100 tỷ cho các hoạt động của trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi xin thay mặt cho Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên đến đây
để cùng với tất cả các anh chị lãnh đạo cấp chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, của huyện Cầu Kè, của địa phương để làm lễ khởi công. Thì cũng mong rằng trong quá trình khởi công xây dựng thì được sự giám sát, chỉ đạo của các cấp chính quyền từ huyện, từ xã để hỗ trợ cho cái đội thi công được thuận lợi trong mọi mặt, nhất là cũng nhờ bà con nhân dân địa phương ở nơi đây cùng với cái đội thi công, chúng ta sốt sắng để nhanh lẹ gọn chúng ta có một cái cầu đẹp chắc mới. Đặc sự là gia đình của bà Đặng, gia đình là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cũng là một cái gia đình đã tạo điều kiện hỗ trợ cho cây cầu xã Hòa Tân. Hiện nay thay mặt chính quyền địa phương cũng xin chân thành tiếp thu ý kiến của đại đức trong quá trình diễn ra và xây dựng cây cầu. Thì đối với trên địa bàn của xã thì địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với các anh xây dựng để tạo điều kiện cho cây cầu hoàn thành sớm nhất. Bên cạnh đó thì địa phương cũng phải đảm bảo cái sự phối hợp cùng cái đơn vị thi công, rồi là vận động bà con cũng chung tay với cái đơn vị thi công để làm sao bảo vệ được cái cầu. Nếu mà cái cầu hoàn thành thì chúng ta sẽ đưa vào sử dụng trong cái thời gian sớm nhất để mình chào mừng các cái ngày lễ, đặc biệt là chỗ nãy đại đức nói tới cái ngày đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Chắc thay mặt chính quyền địa phương cũng không biết nói gì hơn, cũng xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn đại đức, gia đình của bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cùng toàn thể anh chị em trong đoàn đến cái xã Hòa Tân, nhiều sức khỏe hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Đối với tất cả các chư tăng, đối với tất cả các nhà sư thì đều cung kính cúng dường. Hôm nay là ông đã gặp nhà sư và dành một cái số tiền, đối với bản thân ông cái số tiền này là cũng sử dụng được cả ngày đó, nhưng mà ông rất là thành tâm để ông cúng dường. Xin thọ nhận cái sự cúng dường này, cầu chúc cho ông được nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe nha, giữ phải giữ sức khỏe lúc nào cũng an lạc. Dạ, xin cầu nguyện cho ông. Dạ. Số tiền có tí ít nhưng mà rất là trân quý. Dạ. Đó nha. Thank you.
tiếp hành trình đoàn đến xã Tân Mỹ làm lễ khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 426 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh. Cây cầu được sự tài trợ của bà Tăng Thị Huệ, pháp danh Từ Thọ, định cư tại Hoa Kỳ, đã phát tâm tài trợ cho bà con nơi đây có phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn. Thì kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý nhà tài trợ, kính thưa đại đức, thì hôm nay trong niềm vui mừng phấn khởi thì, tại ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, được sự thống nhất tài trợ của đại đức Thích Minh Phú, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Tường Nguyên, và lãnh đạo ủy ban dân huyện thống nhất là hỗ trợ xây dựng cây cầu tại ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Và đó là lý do của buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Đến dự buổi lễ khởi công ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng, vinh hạnh được sự đón tiếp và trân trọng giới thiệu có đại đức Thích Minh Phú, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban từ thiện xã hội giáo hội Việt Nam Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Tường Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu. Dạ, xin trân trọng giới thiệu có nhà tài trợ cùng đi với thầy Thích Minh Phú trong buổi cầu hôm nay. Về phía lãnh đạo địa phương, ủy ban dân huyện, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Chí Hiếu, huyện Quế Viên, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Trà Ôn. Xin trân trọng giới thiệu. Về phía địa phương xã Tân Mỹ, tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi tên Ngô Vĩnh Tân, phó chủ tịch ủy ban dân xã Tân Mỹ. Xin chào. Tiếp theo thì xin trân trọng kính mời đại đức Thích Minh Phú có phát biểu ngày khởi công hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Chí Hiếu, huyện Quế Viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn. Kính thưa chị Phượng, đại diện cho gia đình của bà Tăng Thị Huệ Hạnh, pháp danh Từ Thọ Duyên. Kính thưa các anh chị, lãnh đạo các cấp chính quyền xã Tân Mỹ, thì lời đầu tiên cho chúng tôi cũng xin cáo lỗi với tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, vì sáng nay đoàn lại khởi công xây dựng hai cây cầu ở huyện Cầu Kè, và nó có phát sinh thêm mấy cây cầu nữa, cho nên là họ cũng phải khảo sát và khởi công luôn, cho nên cái giờ nó hơi trễ. Thì sở dĩ hôm nay chúng ta có cái duyên lành để làm lễ khởi công cây cầu Tường Nguyên 426 là do trong Tết thì đoàn cũng đã đến xã Tân Mỹ, được sự phát tâm của anh Nhân để về tặng quà cho bà con ở huyện Trà Ôn, tặng 500 phần quà và cầu kè. Thế thì cũng nghe các anh ở địa phương báo là trong đây là có một cái làng và cả ngàn người dân tộc Khmer đi lại rất là khó khăn, nhưng mà chưa có cầu. Thế thì cũng đã về và suy tính, nhưng đủ cái duyên lành thì trong ngày 24 vừa qua thì đoàn công tác từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như hội từ thiện chùa Tường Nguyên lại lên một cái hành trình về năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để khởi công xây dựng là 8 cây cầu, một con đường, khởi công xây dựng 7 căn nhà tình thương và tặng 300 phần quà ở Tri Tôn tỉnh Biên. Thế thì đây là cái ngày thứ hai đoàn lại hành trình về tới tại Vĩnh Long. Thì khi đầu năm chúng tôi đưa những cái thông tin, những hình ảnh về những chiếc cầu thì lại được các Phật tử, các mạnh thường quân muốn làm những cái việc từ thiện vào đầu năm, trong đó có gia đình của chị Phượng,
Thì nhân cái ngày mừng thọ sinh nhật của bà cụ Tăng Thị Huệ Hạnh, pháp danh Từ Thọ Duyên, bà ở bên Hoa Kỳ, thì gia đình muốn làm cái gì đó để hồi hướng cái công đức đến cho mẹ nhân cái ngày sinh nhật. Thì gia đình lại là phát tâm xây cây cầu. Thì thế thì với cái số tiền của gia đình phát tâm, thì qua sự tính toán thì mình chọn một cái địa phương ở nơi đây làm cái cây cầu. Thì hôm nay rất là vui để về đây để làm lễ khởi công xây dựng cầu này. Và được biết đó là gia đình lại muốn làm cho mẹ, và sắp tới cũng sẽ làm cho cha bằng những việc phước thiện này. Đó là cái điều rất là trân quý. Vì không phải là mình cho cha cho mẹ mình vật thực đầy đủ, tiền bạc hay là vàng vòng để đeo đỏ tay, mà đó là một cái điều phước đức nhất, mà là mình muốn làm một cái điều gì cho cha cho mẹ bằng cái việc công đức chia sẻ đến nhiều người nghèo. Đó là cái việc làm quý giá nhất. Và hôm nay ở tại địa phương này, cũng như hội từ thiện, thông qua hội từ thiện chùa Từ Nguyên mà gia đình đã làm để hồi hướng công đức cho bà, thì xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho bà được nhiều sức khỏe, được nhiều an lạc, sống trường thọ. Cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện Trà Ôn, rồi xã Tân Mỹ cũng đã kết một cái duyên lành để chúng ta thực hiện cái công việc thiện nguyện này. Và mong rằng những ngày mà xây dựng sắp tới đó, thì các anh chị lãnh đạo cấp chính quyền cũng là làm giám sát cho cái đội thi công, và nhất là vận động bà con ở địa phương để hỗ trợ cho đội thi công. Thật sự đội thi công mình có 13 người, nhưng mà phải rải rác như là 5-6 tỉnh đang làm 5 cây cầu ở Long An, cũng chiều dài cũng 70 mấy mét, rồi nhỏ nhất là 30 mét. Thì anh sẽ thay mặt cái hội trực tiếp ở nơi đây làm. Thì một lần nữa xin cảm ơn các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền, cảm ơn gia đình của chị Phương đã kết một cái duyên để chúng ta làm những việc thiện nguyện vào những đầu năm mới cho người nghèo, người dân ăn khó khăn. Chúc cho mọi người chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hành trình hội từ thiện chùa Từ Nguyên đến tỉnh Kiên Giang làm lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 427 tại ấp Kinh Giữa, xã Hoàng Hưng, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Cây cầu được sự tài trợ của Oshawa đã phát tâm tài trợ cho bà con nơi đây có phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn. Thì sáng hôm nay là ngày thứ ba hành trình
đồng bằng sông Cửu Long để khởi công xây dựng cây cầu, một con đường, 7 căn nhà và tặng 300 phần quà. Thì trong đó của dòng riền chúng ta có 3 cây cầu. Thì có lẽ mấy cây cầu ở dòng riền này là cũng có duyên. Nhận được thông tin đó trong vòng khoảng 3 ngày. Dạ, 3 ngày đưa về hình ảnh. Rồi ở đây mới vận động các mạnh thường quân. Thì mỗi năm cái trong tháng giêng là hội lại có một cái chương trình là đi liên tỉnh. Thế thì sau khi nhận được hơn 5 hình ảnh của dòng riền thì đây là chọn 3 cây cầu. Dạ, và cây cầu này và cây cầu thứ hai là có cầu nhưng mà xuống cấp trầm trọng. Dạ, và cây cầu thứ ba là chưa có cầu nhưng mà học sinh đi rất đông. Dạ, cây cầu. Dạ, thì hồi từ thiện chùa Thường Nguyên rất là cảm ơn các anh chị lãnh đạo, các cấp chính quyền của tỉnh, của huyện, của xã để hỗ trợ và kết một cái thiện duyên để chúng ta có một cái buổi khởi công cầu ngày hôm nay. Thì cũng mong rằng cái đội thi công cầu của Thường Nguyên, có lẽ dòng riền này thì cũng hơn 20 cây cầu mà trong cái đội thi công của hội từ thiện chùa Thường Nguyên thực hiện á, thì có lẽ là lần này mới gặp được các anh chị lãnh đạo các cấp. Dạ, cho nên trong quá trình thi công thì cũng nhờ là các anh chị hỗ trợ giám sát. Dạ, để cho cái đội thi công được nhanh gọn lẹ. Và thứ hai là cũng nhờ bà con nhân dân địa phương là cưu mang cưu mang cho đội thi công trong mấy ngày ở tại nơi đây. Dạ, và phụ giúp giùm cho những cái ngày mà công nhật nhiều đó. Dạ, thì có lẽ cây cầu nếu mà mình từ khi mà đổ móng đổ cọc chứ đổ cọc thì có lẽ khoảng 5 ngày là 3 ngày đến 5 ngày là xong cái phần cọc. Rồi sau đó thì chúng ta phải chờ cho nó chắc lại thì khoảng 3 tuần. Rồi sau khi 3 tuần rồi ép cọc cho hoàn thiện thì chắc khoảng 10 ngày. Dạ. Thì quan trọng là ở địa phương. Dạ, địa phương gắn kết cùng với cái đội thi công để chúng ta có một cái cầu nhanh gọn lẹ. Dạ. Dạ. Thì cũng không biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ở nơi đây thì chúng ta để chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Thường Nguyên 427. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình thì xin mời ông Nguyễn Văn Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã cũng đại diện chính quyền các cấp cũng có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin mời ông. Dạ, kính thưa cô chính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, kính thưa thầy Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó trưởng ban, kiêm Chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Thường Nguyên, quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Nguyễn Thái Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, ông Trần Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Hoàng Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã. Hôm nay cấp ủy Đảng cùng với chính quyền địa phương và bà cho con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi được sự quan tâm rất là đặc biệt của Thượng tọa Thích Minh Phú cùng với ban từ thiện của hội từ thiện của chùa Thường Nguyên cùng với các vị mạnh thường quân đã đến quê hương Hòa Hưng, là quê hương của xã Anh Hùng, xây dựng một chiếc cầu, cây cầu Thường Nguyên số 427. Hiện hữu cây cầu cũ đó là cây cầu Kinh Bìa KH9, nó đã trải qua nhiều năm, nó đã xuống cấp và được sự quan tâm rất là đặc biệt. Một lần nữa cũng như thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân xin cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của thầy
cùng với quý nhà tài trợ. Cũng kính thưa quý vị, thì trong thời gian qua thì xã Hòa Hưng cũng đặc biệt rất là đặc biệt là có sự quan tâm rất là tích cực của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng như ủy ban mặt trận tổ quốc huyện trong việc là huy động các cái nguồn lực để tập trung xây dựng cho quê hương Hòa Hưng là xã nông thôn mới, để tạo mọi điều kiện các xã đều hoàn thành nông thôn mới để huyện Dòng Ghiền đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Và đồng thời thì cái thời gian tới thì theo lộ trình và cái sự chỉ đạo của huyện ủy cũng như ủy ban huyện là xã Hòa Hưng cần tập trung coi như là hỗ trợ thêm mọi nguồn lực để kiên cố thêm cầu đường để đảm bảo cái điều kiện đi lại, và đồng thời là cái động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nâng lên về cái đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Tuy nhiên thì cái nguồn hỗ trợ của trên hoặc là cái nguồn vận động thì cũng còn giới hạn. Ở thực trạng thì ở địa phương cũng sau khi đã hoàn chỉnh về một số cái tuyến đường, nhưng mà bên cạnh đó còn một số tuyến đường ngõ xóm và những cái cây cầu nó đã xuống cấp, thì rất mong chỗ thầy Phú có cái sự quan tâm đặc biệt cũng như kết duyên với xã Hòa Hưng sẽ mang đến cho xã Hòa Hưng nhiều cái công trình để tạo cái phúc lợi xã hội cũng như tạo cái động lực để giúp cho xã Hòa Hưng hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng giao thông nông thôn. Và cuối cùng một lần nữa thì cũng thay mặt các ủy đảng chính quyền địa phương cũng chân thành cảm ơn chỗ thầy cùng với đoàn cũng như cô Chính và các anh lãnh đạo ủy ban huyện, về ủy ban mặt trận tổ quốc điện quốc huyện không ngại đường xa xa xôi và cũng đã đến để tổ chức một cái lễ khởi công xây dựng trong một cái niềm vui mừng của bà con nhân dân. Và thầy cũng đã có sự quan tâm đặc biệt, cũng đã dành một cái lịch trình để đến với cái quê hương Hòa Hưng. Và qua đó thì cũng thay mặt cho chỗ địa phương thì cũng xin chúc thầy có nhiều sức khỏe và cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho là những nhân viên nói chung và xã hội nói riêng, và cũng chúc cho chỗ đang thực hiện của tự nhiên sẽ không ngừng phát triển để tạo cái phúc lợi xã hội cũng như sinh xã hội đến với địa phương. Thì cũng xin trân trọng cảm ơn.
Tiếp hành trình hội từ thiện chùa Từ Nguyên đến ấp Đuốc Lớn làm lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 429 tại ấp Đuốc Lớn, xã Ngọc Chúc, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây chưa có cầu, bà con đi qua lại bằng chiếc phà nhỏ và qua lại rất khó khăn. Cây cầu được sự tài trợ của ông Hàng Đức Tú và Truyền Lưu ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát tâm tài trợ cho bà con nơi đây có phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn. Cảm ơn Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Cái Đuốc Lớn. Kính thưa bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Kính thưa ông Nguyễn Thái Đông, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Dòng Riềng. Kính thưa ông Trần Quốc Chiến, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Dòng Riềng. Kính thưa ông Huỳnh Văn Kế, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Thưa ông Võ Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngọc Chúc. Kính thưa toàn thể bà con, sáng hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2022, Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Trí Hạ Quảng, như Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, để về tại huyện Dòng Riềng để khởi công xây dựng ba cây cầu. Kính thưa quý vị, ở trong suốt hơn 4 năm rưỡi qua, Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên đã xây dựng gần 430 cây cầu tại xã Ngọc Chúc này. Cây cầu Từ Nguyên thứ 429. Sở dĩ mà có được cái tên cầu và cái số cầu là do ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham dự các chương trình mà hơn 22 năm qua Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên thực hiện các công tác từ thiện xây trên 1.000 cây cầu. Thì ông tham dự rồi ông nói thôi bây giờ thầy xây cầu nhiều, thầy phải đặt cái tên và thầy đánh cái số để mình nhớ mình làm được bao nhiêu cây cầu để sau này là một cái kỷ niệm. Và từ đó thì đặt tên cầu. Ở đây với cô Chính Liên ở đây, thì từ năm 2003 mình đã có mặt tại Kiên Giang làm giếng nước, làm nhà ổ mắt cho quà, và đặc biệt là nhiều cái chương trình để ban giao giữa Kiên Giang và tỉnh lân cận Campuchia, rất là nhiều cái chương trình giúp đỡ cho bà con dân ở Campuchia từ năm 2003 cho đến năm 2015, với ngưng lại cái chương trình mà giúp cho Campuchia. Nhưng việc từ thiện ở tại Kiên Giang thì vẫn xuyên suốt, cứ hàng năm đều có chương trình là xây cầu, xây nhà, áo quan, áo quà. Thì ngày hôm nay chúng tôi đến tại xã Ngọc Chúc này rất là xúc động, được sự quan tâm các cấp chính quyền, huyện, xã và bà con nhân dân địa phương. Và chúng ta làm lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên 429. Xin thưa quý vị, cầu Từ Nguyên 429 là nhận được thông tin vào ngày 22 tháng 2 qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Đó, bây giờ là Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên muốn làm mấy cây cầu Kiên Giang.
cho nên hội cũng cung cấp cho một số hình ảnh để bên đây duyệt. Thì trong 4 ngày, từ ngày 24, 25, hôm nay 26 và ngày 27 là cái lịch trình của đoàn công tác từ thiện Chùa Từ Nguyên đi từ Bến Tre để khởi công 2 cây cầu, 1 tuyến đường, khởi công 7 căn nhà tại Bến Tre vào ngày 24 tây, 25 thì khởi công 3 cây cầu ở cầu Kè, Trà Vinh và một cây cầu ở Trà Ôn, ở Vĩnh Long. Sáng hôm nay là tại dòng riền Đủ Duyên, chúng ta làm được 3 cây cầu với một cái chiều dài, các cây cầu cũng hơi khá lớn. Cây cầu chúng ta vừa động thổ xong là với cái chiều dài là 38 mét, và cái cây cầu thứ 429 này là được đo sơ sơ qua là 45 mét, làm móng hơn nữa là khoảng 47 mét. Và tiếp tục là cây cầu thứ 3 thì nó cũng khoảng 36 mét. Thì cái tiêu chí của hội cũng rất là vui để được làm những cái chiếc cầu to. Từ cái chiếc cầu to mới cải thiện được cái đời sống của nhân dân. Có những cây cầu mà của hội đang xây dựng là trên 70 mét ở Bến Tre, ở Long An. Thì khi những cái chiếc cầu lớn thì mình giải quyết được rất là nhiều về cái việc đi lại, rồi nông sản, rồi bệnh tật của người dân ở địa phương. Hôm qua xây cái cây cầu Trà Ôn cũng trên 1.000 người dân qua lại. Cây cầu ở cầu Kè cũng trên cả ngàn. Thì có lẽ là cái cây cầu Từ Nguyên 429 này sẽ gắn nối nhịp bò vui với bà con ở bên kia sông, là sẽ giải quyết được rất là nhiều điều khó khăn cho bà con nhân dân. Và trong cái cây cầu này thì đặc biệt là có Hàng Đức Tú và anh Triền Lưu phát tâm. Khi mà đưa hình ảnh xong rồi thì chuyển qua cho anh. Anh đồng ý phát tâm. Và anh cũng hứa nếu là năm nay công việc là thuận lợi thì anh sẽ giúp cho nhiều nhiều hơn nữa. Thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được nhiều cái vấn đề khó khăn cho bà con. Cũng là xin thay mặt cho Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên, xin cảm ơn gia đình anh Hàng Đức Tú, anh Triền Lưu đồng hành cùng với Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên trong những cái hoạt động thiện nguyện. Và cũng mong rằng khi khởi công xây dựng 3 chiếc cầu ở tại dòng riền thì nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền, ở huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện dòng riền mà giám sát đôn đốc để cho thực hiện được sớm hoàn thành. Điều đặc biệt nữa là nhờ các anh chị lãnh đạo ở địa phương, cũng như nhất là bà con nhân dân cung an giúp cho cái đội thi công trong những ngày làm cầu ở nơi đây, nhớ giám sát cho kỹ, chứ để anh Ngọc đội trưởng đội thi công cầu Từ Nguyên đứng lên. Anh phải giám sát kỹ nha, không khéo là ông sẽ độn tre hay là dừa nước rồi chuối rồi vô là nguy hiểm cây cầu á. Các vị phải sát sao. Thì cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin cảm ơn cô Chính Liên. Cảm ơn tất cả các anh lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện đã dành những cái thời gian quý báu tham dự lễ khởi công cầu ngày hôm nay. Chúc cho cô sức khỏe, chân cứng đá mềm để tiếp tục làm những thiện nguyện như mấy chục năm nay cô đã làm. Và cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền từ huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện,
được nhiều sức khỏe, được nhiều an lành, công việc ngày càng thăng tiến hơn nữa. Và xin cảm ơn các vị lãnh đạo các cấp chính quyền xã Ngọc Trúc, bà con nhân dân ở địa phương, chúc cho quý vị nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp hành trình hội từ thiện chùa Từ Nguyên đến xã Ngọc Thành làm lễ khởi công xây dựng cầu Từ Nguyên số 428, xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Cây cầu được sự tài trợ của gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng đã phát tâm tài trợ cho bà con nơi đây có phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn. Thì ông Nguyễn Hữu Đặng mỗi năm cũng cho cũng khoảng 5 đến 10 cây cầu, nhà quà. Thật sự ra hội từ thiện chùa Từ Nguyên là tính tới thời điểm hiện tại là 22 năm, nhưng không bao giờ là vận động kêu gọi. Chỉ thấy cái gì bức xúc nhất đưa hình ảnh lên Facebook, Zalo thì người đóng góp. Cứ như ngày hôm nay xây cầu ở tại xã Ngọc Thành thì ông Nguyễn Hữu Đặng tài trợ cho 2 cây, 1 cây ở dưới Ba Tri Bến Tre và ở Dòng Riền Kiên Giang 1 cây nữa. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chùa Từ Nguyên xin thay mặt cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng gửi một cái món quà nhỏ nhỏ bằng chiếc cầu 428 đến cho bà con ở tại địa phương này.
thì mong rằng những ngày xây dựng, nhờ các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền của xã cũng sát sao theo dõi để cùng với đội thi công, và nhất là vận động bà con nhân dân ở địa phương để hỗ trợ cung mang cho cái đội thi công. Như cung mang cho ăn cho ở thôi nha, chứ đừng có gã nha. Mấy ông này đi nhiều tỉnh lắm, gã mà mốt là đây phải lập cái cô nhi viện đấy. Cung mang và phụ trợ giúp để cho chúng ta có một cái cây cầu tốt nhất, đẹp, để làm cái phương tiện đi lại dễ dàng hơn. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa xin cảm ơn cô Chính. Dù thuộc biết cao sức yếu, mới có 84 tuổi thôi, mới có 84 tuổi, nhưng mà mấy mươi năm dấn thân, hồi xưa thì hoạt động cách mạng, và sau đó thì về lãnh đạo ở tỉnh, và cuối cùng vào những cái tuổi mà về hưu rồi lại là dấn thân lãnh đạo Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Kiên Giang, và tất cả các xã, các huyện gì cả tỉnh là cô đều có mặt hết. Chúc cho cô được nhiều sức khỏe, được nhiều an lành, để tiếp tục cống hiến những cái tuổi già còn lại. Và cũng xin cảm ơn anh Đông, cảm ơn anh Vũ dành những cái thời gian cuối tuần với gia đình, nhưng mà lại là cũng đồng hành cùng với hội từ thiện chùa Thượng Nguyên để đến cùng với bà con ở địa phương nơi đây. Chúc cho hai mấy anh được nhiều sức khỏe, công việc ngày càng thăng tiến hơn. Xin cảm ơn các anh chị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, cũng như nhất là bà con, chúng ta được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Mỗi lúc cây cầu được hình thành là niềm vui và ước mơ to lớn của bà con nghèo, người dân tộc và các em học sinh vùng sâu vùng xa. Rồi đây giao thông nông thôn sẽ thuận tiện hơn khi việc ấp nối ấp, xã nối xã không còn là vấn đề nan giải nữa. Các em học sinh không còn nguy hiểm nữa khi đến trường trong mùa mưa bão, và còn nhiều vấn đề khác được giải quyết. Sau cùng, đoàn tiếp hành trình trao tặng 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Món quà rất ý nghĩa và thiết thực, nhất là đối với bà con Khmer. Các hộ khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng biên giới giúp bà con có thêm nhiều niềm vui, tạo động lực trong cuộc sống, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Sự quan tâm của cộng đồng, xã hội cùng chăm lo cho bà con ở những vùng khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Từ Thiện Từ Nguyên và Thầy Minh Phú đã mang niềm vui, sự chia sẻ, sự phát triển và cuộc sống hoàn thiện hơn đến với bà con nghèo các tỉnh. Xin chân thành tri ân tấm lòng vàng của Thầy và cả Hội Từ Nguyên cùng các nhà tài trợ đã luôn quan tâm, luôn đồng hành cùng người dân trên mọi miền đất nước hình chữ S. Kính thưa chính quyền địa phương ở xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tôi xin đại diện cho công ty Nguyên Đạt ở quận 1 hôm nay rất là vinh dự và rất là vui để được đến đây. Và xin cảm ơn, trước tiên là tôi cũng xin cảm ơn chính quyền, xin cảm ơn tất cả các đồng bào ở đây đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một chút với tấm lòng thương yêu, và với mong muốn là chúng tôi chia sẻ, đây chỉ gọi là chia sẻ một chút khó khăn của đồng bào ở đây, và với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và với tấm lòng của công ty Nguyên Đạt, chúng tôi hôm nay xin phát
và cho 150 đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Túc và huyện Tri Tôn. Và với lòng cầu mong là xin các đồng bào là ngày một sẽ luôn luôn được có sức khỏe và ngày sẽ một phát triển hơn để cho đời sống của mình bớt cơ cực. Và đó là với sự giúp đỡ của địa phương, chúng tôi cũng không quên chúc sức khỏe của các cán bộ và xin cảm ơn sự giúp đỡ của cấp chính quyền đã cho chúng tôi thực hiện được cái lòng mong muốn là muốn chia sẻ cho đồng bào khó khăn. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe cho tất cả, cho chính quyền địa phương cũng như cho các đồng bào ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, cũng xin thay mặt cho địa phương xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, đặc biệt là công ty Nguyên Đạt đã đến địa phương xã An Tức, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, cũng nhằm được giúp một phần nào là cho bà con ở đây cũng nói chung là có phần quà này bà con cũng được là san sẻ được phần nào rồi trong cuộc sống.